Tư ơi, làm chư thiên lên cõi trời rồi mình còn hành thiện kiếm phước báo không sư, và có điều đó có khác gì với loài người không? Hỏi thì hỏi cho vui, chứ còn thứ nhất có chắc mình lên chển không, cái thứ hai lên chển mình còn nhớ hay không. Tức là người hỏi thì không cần, mà người cần thì họ đâu có hỏi. Chư thiên họ đâu có hỏi đâu. Còn quý vị hỏi thì quý vị lại không cần. Thì xin thưa, thôi thì hỏi thì trả lời. Chư thiên các vị ấy vẫn cần vun bồi các phước báo. Bằng chứng là kể từ khi Đức Thế Tôn đản sanh, Bồ Tát đản sanh, Bồ Tát thành đạo, rồi Đức Phật chuyển Pháp Luân trong suốt thời kỳ 45 năm hoằng pháp, cho đến đêm cuối Đức Phật nhập Niết Bàn, thì chư thiên vẫn xuống rất là đông để làm phước cúng dường cho Đức Thế Tôn và tăng đoàn. Rất là nhiều ha. Và phước báo thể hiện ở chỗ nào? Thể hiện ở chỗ là hào quang của vị ấy sáng hơn, các cái điều kiện hưởng thụ của vị ấy cũng tốt hơn. Còn nếu như phước báo đủ mạnh thì vị ấy sẽ tái sanh về cảnh giới cao hơn. Và câu hỏi này cũng đơn giản, cho nên sư qua câu hỏi tiếp theo.